Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em có một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, đúng là hàng sưu tầm. Với chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2014, với phiên bản máy 2.0, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chính chủ sử dụng từ mới. Với ngoại thất là màu vàng cát, nội thất kế da màu đen. Và chiếc xe chạy zin với quãng đường là 11 vạn km anh chị ạ. Cam kết cho chiếc xe là không có tua đồng hồ. Chủ xe đi rất là giữ gìn, bảo hành bảo dưỡng đều trong hãng nên anh chị bạn có thể check test kiểm tra bất kỳ ở đâu. Với ngoại thất của chiếc xe thì cơ bản thì bác chủ cũng có lên cho chiếc xe như là màn hình Android, rồi là cam 360 và rất nhiều các tính năng cơ bản hiện tại trên chiếc xe nó đang có cho anh chị và các bạn. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ có những cái tính năng để giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn, như là hệ thống cảm biến, rồi là hệ thống cam lùi, hay là hệ thống đèn cảnh báo trên cao, gạt mưa. Đuôi xe thì nó sẽ có những cái phần bóng đèn hậu được thiết kế bo tròn đặc trưng của thương hiệu Mazda. Và những phần thân vỏ sơn si của chiếc xe thì nó cũng có phần phải sơn tỉa lại. Đấy, những cái chi tiết về mép nối, mép cản của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là đồng đều. Các đường gân góc cạnh của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể theo dõi trong video. Em sẽ cập nhật đầy đủ chi tiết cho anh chị và các bạn. Và địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua Lam Việt Auto, số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Hà Nội. Ở phần đầu xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn những cái chi tiết mặt ca lăng được thiết kế theo ngôn ngữ Kodo, hay là những cái phần như là đèn chiếu sáng của chiếc xe dạng bi, mâm thì được trang bị mâm đa lan hợp kim, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Rồi lại có trang bị cho anh chị và các bạn như là tay nắm cửa, mở cửa thông minh, kính lái, kính phụ. Với bản 2.0 những đời năm 2014 này thì nó vẫn sử dụng là hệ thống loa Bose. Và xe nó có hai phiên bản 2.0 và 2.5. Với bản này thì nó sẽ trang bị ghế ngồi chỉnh điện. Đây là những cái phần như là các tính năng tiện nghi của chiếc xe, anh chị có thể cùng tham khảo. Các phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là rõ ràng. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin dạng ống thể thao, cùng với màn hình được bác chủ bác ý nâng cấp lên cái màn hình Android. Nó sẽ cho anh chị và các bạn nhiều cái chức năng giải trí tiện ích hơn. Và số km thực tế của chiếc xe đã lăn bánh trên đường đây anh chị này. Đấy, màn hình với giao diện sắc LED mang đến cho anh chị và các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời. Ghế ngồi, ghế lái, ghế phụ hay là trần xe vẫn giữ được độ đẹp. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh đầy đủ 4 hàng ghế cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Sau đó cuối cùng em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua về phần máy móc. Đây là những cái chi tiết ghế ngồi của chiếc xe ở hàng ghế thứ hai, với những phần tựa đầu này, rồi là những cái phần trần xe của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Tổng thể của không gian khoang lái của chiếc xe khi nhìn từ phía sau đây, các chi tiết phím bấm chức năng hay là những bố cục của chiếc xe nó được thiết kế rất là gọn gàng. Phần đuôi xe thì em sẽ mở lên cho anh chị và các bạn tham khảo qua về phần cốp của chiếc xe nó chứa đồ như nào. Với chiếc xe này thì nó sẽ sử dụng là hệ thống cốp cơ thôi, chưa được trang bị cốp điện đâu anh chị ạ. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi, rồi là có trang bị như là vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Bên dưới cái phần tấm lỉ này nó sẽ có cái phần lốp sơ cua đồ nghề kích lốp, hay là những phần thùng cốp của chiếc xe nó vẫn còn nguyên bản, không hề có hiện tượng bị đâm va, gò hàn anh chị nhé. Trần xe ở phía sau đây, chị có thể cùng theo dõi. Các đường led keo chỉ đinh táng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ nguyên bản, không hề có hiện tượng bị đâm va, ngập nước gì cả. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Và dàn lốp của chiếc xe được bác chủ thay mới dàn lốp mít rồi, giúp cho anh chị và các bạn di chuyển nó sẽ êm ái hơn. Đây là những cái chi tiết về không gian ở hàng ghế thứ hai bên phụ. Đấy, tổng thể chi tiết các bác có thể cùng ngắm nghía. Với không gian khoang lái của chiếc xe bên phụ thì em cũng sẽ mở cho anh chị và các bạn có thể thấy qua. Với từ những phần cánh táp ly cánh cửa đi vào, rồi là những cái phần hệ thống loa của chiếc xe trên 4 cánh cửa được trang bị đầy đủ. Với ghế ngồi bên phụ của chiếc xe thì nó sử dụng là ghế chỉnh cơ thôi. Chỉ riêng bên lái nó có mấy chức năng chỉnh điện. Đấy, không gian khoang lái của chiếc xe. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe này. Với cố động cơ của chiếc xe nó sử dụng là cố động cơ máy 2.0 lên cái di chuyển. Cũng như là vận hành của chiếc xe nó mang mức vừa đủ cho anh chị và các bạn có những cái trải nghiệm tuyệt vời.
và chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản máy 2.0 sản xuất năm 2014, lăn bánh với quãng đường là 110.000 km. Hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bán là 435 triệu. Giá em vẫn còn giảm và thương lượng cho những anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hãy liên hệ để nhận được các thông tin hỗ trợ tốt nhất từ bên đơn vị. Em xin cảm ơn.